bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 11 tháng 10 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết của ngày hôm nay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Trước buổi tập chiều ngày 10 tháng 10 tại phòng thay đồ của đại bản doanh Carrington, Ronaldo được chào đón bằng 3 quả bóng bay màu vàng tạo thành số 700. MU cũng chuẩn bị áo đấu đặc biệt với số 700 ở mặt sau để Ronaldo chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng đội. Bruno Fernandes tiết lộ tập thể MU đều hạnh phúc khi Ronaldo cán mốc đặc biệt khác trong sự nghiệp. Marcus Rashford đăng ảnh mừng bàn thắng cùng đàn anh và viết trên Twitter: "Chúc mừng Ronaldo đạt được cột mốc quan trọng." Ở buổi họp báo sau trận thắng Everton, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng chúc mừng và tôn vinh tiền đạo 37 tuổi. Pha làm bàn trước Everton đã giúp Ronaldo giải cơn khát tại Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023 sau 251 phút và cán mốc 700 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ. Trong đó, anh ghi 5 bàn cho Sporting, 118 bàn trong giai đoạn đầu khoác áo MU, 450 bàn cho Real, 101 bàn ở Juventus và 26 bàn từ khi trở lại sân Old Trafford vào hè năm 2021. Bàn thắng cũng giúp Ronaldo đạt cột mốc 21 mùa liên tiếp ghi bàn ở một giải thuộc nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Theo những tin tức mới nhất từ trang chủ câu lạc bộ PSG, người hâm mộ bóng đá vừa đón nhận thêm một tin không vui. Lionel Messi vẫn cảm thấy khó chịu ở bắp chân và chưa đủ khả năng để trở lại thi đấu. Theo Le Parisien, trước đó Messi đã vắng mặt trong buổi tập sáng thứ hai ngày 10 tháng 10 theo giờ Pháp cùng các đồng đội. Do đó, El Pulgar sẽ được rút khỏi danh sách đăng ký của trận đấu này để tránh mọi rủi ro. Việc thiếu vắng Messi chắc chắn là tổn thất lớn với PSG. Trong hai trận gần nhất, họ chỉ ghi được một bàn, cũng chính do công của siêu sao người Argentina. Ở trận gặp Reims cuối tuần qua, trong ngày Messi ngồi ngoài, PSG đã thậm chí còn không thể chọc lưới đối thủ kém 13 bậc trên bảng xếp hạng này. Và đây cũng là lần đầu tiên trong mùa giải họ không thể ghi nổi một bàn. Bên cạnh ban huấn luyện, cầu thủ lo lắng nhất lúc này có lẽ đang là Mbappe. Dưới thời tân huấn luyện viên Galtier, Messi được bố trí chơi như một nhạc trưởng. Anh thường xuyên có những pha rót bóng ra sau hàng phòng ngự đối phương để Mbappe tận dụng tốc độ và ghi bàn. Tính từ đầu mùa tới giờ, trong đó một nửa là dành cho đàn em người Pháp. Cũng trong trận gặp Reims vừa qua, khi không có Messi trên sân, còn Neymar chỉ vào sân từ hiệp 2, Mbappe trở nên vô hại khi luôn bị vây giáp bởi hàng thủ đội bạn và cũng tịt ngòi suốt 90 phút của trận đấu. Tối 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trang chủ Atlético Madrid thông báo đã đạt thỏa thuận mua đứt Antoine Griezmann từ Barcelona. Theo đó, Los Rojos Blancos sẽ chỉ phải chi ra 20 triệu euro cộng với 4 triệu euro phụ phí. Cầu thủ 31 tuổi sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm tới năm 2026 với đội chủ sân Metropolitano. Con số này thậm chí chỉ bằng 1/6 so với những gì mà Barca từng chi ra để mua ngôi sao người Pháp ở hè 2019 là 120 triệu euro. Dù cập bến Newcastle với giá khổng lồ, nhưng màn trình diễn của Griezmann lại không đáp ứng được kỳ vọng. Anh bị câu lạc bộ này đẩy trở lại Atlético theo dạng cho mượn chỉ sau 2 mùa giải khoác áo. Đây chắc chắn là một thương vụ lỗ nặng của Barca. Chênh lệch giá lúc mua vào và bán ra lên tới 100 triệu euro cho một cầu thủ chỉ ghi được 35 bàn sau 102 trận. Danh hiệu duy nhất mà Barca có được trong giai đoạn Griezmann khoác áo chỉ vỏn vẹn một chiếc cúp nhà vua mùa 2020-2021. Theo những thông tin mới nhất từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcelona đã cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao tình hình của Diogo Dalot ở MU. Hợp đồng hiện tại của Dalot sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Đội bóng thành Manchester có quyền tự động gia hạn thêm 12 tháng. Thế nhưng đến hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn chưa có động thái mời cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha ký hợp đồng mới. Điều này có thể mở cánh cửa chuyển nhượng cho Barca. Ông lớn La Liga đang tìm kiếm một hậu vệ cánh phải chất lượng sau khi cho phép Sergio Nodes gia nhập AC Milan hồi hè. Diogo Dalot nằm trong danh sách tiềm năng của huấn luyện viên Xavi bởi anh còn trẻ, đang tiến bộ không ngừng với lối chơi hiện đại. Mặc dù vậy, phong độ ấn tượng mà hậu vệ 23 tuổi thể hiện từ đầu mùa sẽ khiến các sếp MU suy nghĩ về chuyện gia hạn. Dalot đá chính cả 8 trận ở Ngoại hạng Anh dưới thời Ten Hag. Tuyển thủ Bồ Đào Nha qua mặt Wan-Bissaka để chiếm lấy vị trí số 1 bên hành lang cánh phải.
Gabriel Martinelli vừa làm khổ hàng thủ Liverpool hôm qua khi mở tỷ số từ sớm và tung đường kiến tạo cho Bukayo Saka nhân đôi cách biệt. Nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn và được các ông lớn như Barcelona hay PSG để mắt đến, nhưng Martinelli vừa cam kết sẽ ở lại sân Emirates. Giao kèo hiện tại của Martinelli và pháo thủ còn thời hạn đến năm 2024, kèm điều khoản ký tiếp 12 tháng. Tuy nhiên, Arsenal muốn thưởng cho anh bản hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh hơn. Chia sẻ với báo giới, cầu thủ người Brazil cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán hợp đồng mới nên mọi người cứ chờ đợi thêm. Tất nhiên, tôi muốn tiếp tục gắn bó với pháo thủ. Đây là mùa giải tốt nhất của tôi ở Arsenal và bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Mọi người có thể thấy được khát khao và sự quyết tâm của toàn đội. Chúng tôi muốn chiến thắng mọi trận đấu." Liverpool đã có trận thua trước Arsenal tại vòng 10 giải Ngoại hạng Anh đầy tức tưởi. Sau 8 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của huấn luyện viên Klopp đã mất điểm tới 6 trận. Hiện tại Liverpool chỉ có 10 điểm, bị Arsenal và Man City bỏ xa lần lượt 14 và 13 điểm. Klopp thừa hiểu tình hình hiện tại và chiến lược gia người Đức phải cay đắng thừa nhận: "Liverpool hiện tại không còn tham gia cuộc chạy đua vô địch. Nếu tôi ngồi đây và tưởng tượng chúng tôi đã chạm gần đến đích, nhưng không phải như vậy. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề vào lúc này, phong độ toàn đội đã đi xuống trầm trọng. Tuy nhiên, có những thời điểm, chúng tôi đã gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal, đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng." Liverpool vừa chạm trán Arsenal, ít ngày tới chúng tôi đụng độ Rangers tại cúp C1. Và sau đó, thử thách thực sự mang tên Man City. Liệu chúng tôi có tìm lại được sự tự tin khi chạm trán những đội bóng trên? Có lẽ là không, nhưng Liverpool sẽ chiến đấu đến cùng vì chúng tôi là một đội bóng lớn. Bản tin bóng đá sáng ngày 11 tháng 10 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.